Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Rich Dad. Và ngày hôm nay mình đã trở lại với các bạn sau một năm khá là bận rộn. Và nhân dịp ngày lễ Black Friday cũng như là Cyber Monday thì Đạt xin chia sẻ với các bạn về khóa Master Training về Google Hangout On Air ở Việt Nam. Vậy Google Hangout On Air là gì và tại sao mà Đạt phải có một cái buổi Master Training? Thì Google Hangout On Air là một sản phẩm của Google được tạo ra từ năm tháng 5 năm 2013, và thật là may mắn Đạt đã có thể sử dụng nó, tìm cách để có thể sử dụng nó từ cuối năm 2013 và tới đây cũng đã được gần 2 năm. Thì Google Hangout On Air đã giúp Đạt khá là thành công bằng cách sử dụng nó để có thể tạo ra các buổi webinar cũng như các cái buổi phỏng vấn. Thậm chí là Đạt sử dụng nó để sale cho các cái từ khóa của Nissan mình. Thì và thậm chí Đạt cũng tạo nó, dùng nó, dùng Google Hangout On Air để xây dựng các cái list email cho các cái nick của mình. Vậy tại sao bạn nên sử dụng Google Hangout On Air ở Việt Nam? Bởi vì sau khi Đạt chia sẻ Google Hangout On Air sau đây thì chắc chắn là cộng đồng Google Hangout On Air sẽ phát triển cực kỳ mạnh ở Việt Nam. Đạt hy vọng là Google Hangout On Air sẽ giúp các bạn có thể tạo ra các buổi webinar miễn phí thay thế cho việc sử dụng các cái dịch vụ webinar rất là đắt tiền hiện nay, giúp các bạn có thể tiết kiệm hàng ngàn đô la cả năm. Và Đạt sẽ giúp các bạn sử dụng Google Hangout On Air để SEO cho các cái dự án sale của mình, cũng như sử dụng Google Hangout On Air để marketing video của mình ở trên YouTube. Thì ở khóa học thì các bạn sẽ học được cách làm thế nào để có thể sử dụng Google Hangout On Air ở Việt Nam. Bởi vì các bạn chưa biết đó là Google Hangout On Air bị cấm ở Việt Nam và nó rất là chậm phát triển, hầu như rất là ít người dùng. Thật may mắn là Đạt đã biết cách dùng nó với một cách tình cờ thôi. Cái cách này là cái bí mật của Đạt để các bạn có thể tạo ra một video Google Hangout On Air với chất lượng là Full HD. Và ở khóa học này các bạn sẽ biết cách để sử dụng các cái công trang thiết bị nào để phù hợp cho cái công việc video marketing của mình. Thì các bạn sẽ biết được thêm về các cái công cụ cũng như thiết bị đi kèm rất là tiết kiệm, chỉ trên dưới 5 triệu đồng thì các bạn đã có được một cái studio cho riêng mình và chất lượng hoàn toàn đảm bảo cho cái công việc video marketing của mình, mà không lo ngại tới cái việc là đầu tư một cái studio lên tới cả 100 triệu đồng. Thì với những bạn vẫn còn đang khó khăn thì mình nghĩ cái việc sử dụng video marketing là một cái công việc hoàn toàn rất là hiệu quả hiện nay, bởi vì nó tiết kiệm cũng như là không có tốn nhiều cái vốn ban đầu. Thì ở cái Google Hangout On Air thì bạn sẽ làm quen được với việc tạo ra video trực tuyến mà không lo ngại về các sự rắc rối như các cái phần mềm khác. Thì như cái lễ giảm giá đặc biệt là Black Friday này thì Đạt sẽ giảm 50% cái giá trị khóa học này để cho các bạn có thể nhanh tay đăng ký. Và số lượng khóa học này đăng ký có hạn thì các bạn nên nhanh tay đăng ký để có thể Đạt sẽ bắt đầu khóa học này một cách sớm nhất. Thì có hai cái hình thức để các bạn có thể tham gia khóa học này. Thứ nhất là các bạn ở xa không có điều kiện để có thể vào Sài Gòn thì các bạn có thể tham gia khóa học online. Còn những bạn ở Sài Gòn thì mình sẽ sắp xếp một ngày giờ nào đó cụ thể, và tùy thuộc vào tình hình của nhiều bạn
thì mình sẽ tổ chức một buổi offline ở Sài Gòn. Rất mong các bạn nhanh tay đăng ký để có thể Đạt có thể sắp xếp để các bạn có thể học kịp. Và bởi vì sau cái những cái ngày lễ này thì cũng như là sau cái những cái khóa học này thì Đạt sẽ tạm thời đóng cửa để Đạt có thể quay lại với công việc của mình. Bởi vì công việc của Đạt là tiếp thị liên kết với hệ thống Nichai cũng như là email marketing. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại khóa Master Training. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường Internet Marketing của mình.